Trái đất Gamsato. Rasul Gamsato, người dân tộc Ava, nước Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga. Thưa ông, tràn đầy tình yêu đối với quê hương, con người, sự sống và luôn hướng tới việc xây đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc. Các tác phẩm chính của ông: Năm tôi sinh, Mùa xuân Dagestan, Trái tim tôi trên núi, Những ngôi sao xa, Dagestan của tôi. Bài thơ Trái đất viết năm 1987 bằng tiếng Ava được phổ biến rộng rãi qua bản dịch ra tiếng Nga của Naum Grebniov. Trái đất có bọn xem người là quả dưa, họ bổ cắn người thành muôn mảnh nhỏ, lũ khác nhìn người như quả bóng trên sân, để giành giật họ lao vào đá đá. Trái đất với tôi chẳng là dưa là bóng, với tôi người khuôn mặt thân thương, nước mắt người tôi lau xin đừng khóc nữa, rửa sạch máu cho người đây, tôi hát dịu dàng.